Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trong mọi miền đã quay trở lại kênh của Ngọc Trung nha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp, vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong mọi cuộc sống ha. Thì hôm nay thì hàng cũng đã về. Đó, nói chung là hôm nay hàng đã về. Một số máy thì cũng lấy phụ tùng và một số máy thì nó muốn nổ rồi. Đó. Thì nó muốn nổ rồi thì còn 5% nữa thôi là anh em làm nổ ha. Thì anh em cũng coi những con máy nào mà cảm thấy mà nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn nha anh em nha. Đó. Thì mình cảm thấy con máy nào mà nó phù hợp với mình là mình cứ chọn à. Đó. Cho nên là anh em phải coi cho kỹ giùm cho Ngọc cái ha. Thì đầu video vô thì Ngọc lúc nào cũng nói với lại anh em hết rồi. Thì anh em hãy coi, và lúc đầu video vô thì anh em đầu tiên á thì anh em hãy nghe cho kỹ giùm cho Ngọc nói nha anh em nha. Đó. Thì toàn những dòng máy trên đây, toàn bộ hàng của Ngọc về thì về nhà anh em tự dọn. Cho dù nó có nổ đi chăng nữa thì anh em về nhà cũng phải tự dọn. Đó. Chứ đây là Ngọc chưa dọn. Đó, thì mong anh em coi cho kỹ giùm cho Ngọc cái nha. Thì hôm nay thì nó có tất cả các mặt có loại quý hiếm luôn anh em à. Đó, nó nhiều lắm nha. Nói chung là hôm nay là đủ loại hết ha. Thì anh em coi những con máy nào mà cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình có chọn nha anh em nha. Thì anh em nào có coi kênh thì cảm thấy mà mến thương Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha. Đó, thì cũng con cũng cảm ơn chú Linh. Thì thường ngày chú Linh cũng hay like cho con ha. Thì chú Linh hôm nay chú Linh coi thử con máy nào mà nó phù hợp với chú thì chú coi dùm cho con cái nha. Đó. Rồi. Nói chung là bây giờ mình vô những cái dòng máy nào hôm nay có những cái dòng gì thì Ngọc sẽ nói chi tiết từng cho anh em từng con máy ha. Thì hôm nay là nó có là GX35 Mitsubishi TL33 tàu xuất Nhật nha. Đó. Đây là công nghệ của thằng Nhật ráp nha anh em nha. Đó. Còn đây là thằng Cơm 26. Komitsu 26 thì thằng này cũng là công nghệ Nhật ráp nha anh em nha. Đó, hàng mới nha. Hàng đập thùng, hàng nằm thùng. Đây là Mitsubishi TU43 ha. Đó, TU43 hàng cũng đập thùng luôn nha anh em nha. Đó, hàng này hàng cũng đập thùng luôn ha. Đó. Rồi hôm nay thì nó có ba con bơm nước mà cái con Robin này Ngọc thấy nó lạ lạ sao nè. Tại sao là cái áo nó bằng nhựa ta? Đáng lẽ nó phải cái áo là bằng nhôm chứ. Thì cái đó là bằng nhựa. Đó. Nó lạ kỳ vậy chứ. Đó, thì hôm nay nó có một con Sinowa nữa nè, thấy không? Đó, một con Sinowa ha. Với lại hôm nay có một cây cửa tinh. Ủa. Em, cái này nó có cộng gì cho em? Rồi. Cái này bán hơn xui với anh em luôn ha. Không có cộng dây giật. Ủa, chẳng lẽ mình đi lấy hàng về mà cái này nó thiếu cộng dây giật không nợ. Rồi, cái này bán hơn xui luôn, một chút bán hơn xui với anh em luôn. Với lại có một mớ phụ tùng của con máy Echo vậy nè, ha. Phụ tùng vậy nè anh em. Nó có nè. Đó, Ngọc thấy trong đó Ngọc lấy về luôn ha, giao lưu với anh em luôn. Một ổ giật, bình xăng, tay cầm, bô, chói xăng. Mà không biết là cái này là của thằng gì đấy. Đù, cái tông đẹp luôn nè anh em. Thấy đẹp không? Trắng tinh luôn. Đó. Chuông. Ủa sao thấy bánh trớn ta? À, thiếu cái bánh trớn anh em à, thiếu cái mâm lửa. Đó. Thì một chút nữa nó sẽ lên đầu tiên ha. Rồi, hôm nay có con Tanaka, con này đẹp cực kỳ luôn nè. À, con này nổ rồi sao nè? Con này nổ rồi sao nè anh em à? Con này nổ rồi. Này thiếu bố, chút nữa Ngọc sẽ cho anh em bố. Đây là Mitsubishi TL26 nè. Còn đây là TB Mitsubishi TB23 ha. Đó. Đây là cái xác của thằng TG25 nè, TG25 ha. Đây TG, đây phải bán theo cặp luôn này ha. Hôm nay có Echo 240 nè, xác của Echo 240 nè. Rồi xác của Ruby nè, độc lại Việt Nam nè. Đây là độc lại Việt Nam nè. Ủa. Đây nè, đây với đây là một cặp nè ha. Đây với đây một cặp nè. Có bình xăng nó còn mới tinh luôn. Rồi có một cái bơm nè ha. Một đầu ti nhựa, một đầu ti inox, một đầu ti đồng. Tùm lớn nha, cái này là tùm lớn nè. Cái này là tùm lớn nè ha. Còn cái này là đầu đây là đầu tùm lớn này nha anh em nha. Trời. Đây là đầu hai đầu tiên nhựa nè. Đó, ông nào dặn nè. Bữa giờ ông comment mít thôi. Mitsubishi T30 nè. Đó, có ổ giật nè, anh nào dặn này. Với lại TD24 nè, lấy xác nè. Đây là của anh nào dặn đây. Tanaka 221 nè. Giờ lấy gì đó. Với lại Tanaka đây có cục đề, cục bình, đề bình gì đây nè. Ở đây là một lô ha. Echo 281.
Đây là Echo 281 thiếu ổ giật, thiếu cháy xăng. Đây là Makita. Makita. Đây là bộ nè. Đây là Echo 291 nè. Nòng 34 ly luôn nha. Đây cũng nòng 34 ly luôn nè. Đây, có một con Echo 304 độc lạ Việt Nam nè. Một con nha. Đây xin qua ba con ha. Hitachi. Đầu đây bán cho anh em 120.000 ha. Để cho anh em vậy làm gì làm nè. Về chế cháo đồ vô xe máy đồ được ok luôn. Mitsubishi T12. Cặp Singu nè. Đây cặp Singu nè. Đây cặp Echo nè. Đây, độc lạ Việt Nam nó đây. Đó, độc lạ Việt Nam nó nè anh em. Kater 15. Seno ha, Seno là thuộc dạng của thằng Cơm nè ha. Seno thuộc dạng của thằng Cơm, G2K hay G2D gì đó. Đây là thằng TG18, con này đẹp xuất sắc luôn. Con này như nó nổ rồi sao, con này Ngọc nhớ nó nổ rồi sao ạ. Đẹp như mới luôn. Đó thiếu cái thùng nữa thôi. Rồi. À quên. Có thằng cặp của thằng Robin cánh bướm nữa nè anh em. Con này bố này hơi mòn rồi nè. Con này giật được nè, con này bị cứng nè. Con này thiếu gì đây thì Ngọc không biết, thiếu cái gì ta. Thiếu cái chai xăng. Còn đây là hai cái này, một cái là con TA, một cái con thằng Hitachi nè. Phải không ta? Chắc vậy quá. Rồi, hai cái này thêm một lô luôn. Rồi, bây giờ mình vô tiếp vấn đề ha. Bây giờ mình vô vấn đề chính nha anh em nha. Đó. Đầu tiên vô cho anh em là một cây cần nha, tôm 260 ha. Cần này cần tôm 260 nè. Đây. Ngọc ghét lên đây là Ngọc xay cho anh em coi nè. Đó, xay được nha. Sao? Nè, xay được nha. Đó, mà đây là cần xay nha. Nè, cần xay vậy nè. Đó, thấy không? Anh em thấy cần xay không? Dính ơi. Nè, nó xay vòng này, đó thấy chưa? Đó. Rồi, cái này thì bán cho anh em giá nó là 270.000 nha. Số 1 này bán cho anh em giá 270.000. Đó, số 1 270.000 nha, cần tôm 260 nha, thiếu tay lái, chén kẹp đầu bò đầy đủ. Đây, chén kẹp đầu bò đầy đủ nha. Đó, bao xay về thôi. Rồi, chuẩn nó dốc. Vô hai cái lưỡi trắng nè, 25 phân ha. Lưỡi này lưỡi 25. Nhân cho 40 ha. 25, lưỡi Nhật nha. Nhật nè. Lưỡi này lưỡi Nhật nha, mới 100% ha. Đây là mới 100% nha anh em nha. Đó. Rồi cái này bán cho anh em 200.000 hai cái ha. À, quên nói với lại anh em nữa chứ. Toàn bộ tất cả các mặt hàng ở đây là ship toàn quốc, mà điều con cái là không bao phí vận chuyển nha anh em nha. Không bao phí vận chuyển. Đó, anh em nghe cho kỹ giùm cho Ngọc đó nha. Không bao phí vận chuyển ha. Đó. Rồi, cái này 200.000. Vô lấy cái đống kia qua đây nè. Rất là bởi hết bây giờ đó. Đây một cái đồ của Echo nè, không biết Echo bao nhiêu. Nãy ông nói bao nhiêu quên mất tiêu rồi ta. 551 hả? Này bán hên xui với anh em về lấy phụ tùng rồi ha. Một cái nè. Đây là có hai cái nè, ổ giật nè, bộ lốc này, chế xăng này, bình xăng này, đây bô này, chuông này. Cục pin nè. Gì đây? Rồi đó, một đống về bán cho anh em giá 200.000 nha. Một đống về nha. Đó, giờ anh em lấy phụ tùng ha. 200.000. Đó, 200.000 mã số 2. Số 2, 200.000. Cái đây nữa nha, đây nữa nè, 200.000. Rồi vô tiếp theo cho anh em là số 3. Ý cha, ôi giờ hai cây cưa này của thằng 300 nha, ES 300 này, thấy không?
ES300 của thằng Ruby Echo gì đó. Ruby. Thằng này là thằng cũng ES300 luôn rồi. Cặp này bán cho em giá nó là 300 ngàn luôn ha. Một cặp về 300 ngàn nha. Không bao gì nha. Về lấy phụ tùng thôi. 300 ngàn. 300 ngàn. Mã số 3. Số 3. Đó, rồi bỏ qua. Rồi. Vô một cái đầu số 4, một cái đầu cơm 26 nha, tôm 260 nha. Đây là của tàu xuất Nhật nha. Đó, ráp ráp của Nhật nó ráp ráp nha. Ừ, chứ không phải Việt Nam ráp ráp đâu. Đầu này là mới 100% nha anh em nha. Nè, đầu mới 100% ha. Thì cái đầu này á là nó là tôm 260 nha, giờ xịt thuốc cắt cỏ đều được hết nè. Đó. Này là mới 100%. Đó, thì anh em về nhà, anh em không cần dọn gì hết, chỉ có đổ xăng vô thôi. Người đầu tiên đổ xăng là Ngọc nha, gái của Trinh, Ngọc Khui Trinh đầu tiên. Đó. Rồi, cái này bán cho anh em là giá nó là 700 ngàn. 700 ngàn nha anh em nha. Đó, 700 ngàn mã số 4. Rồi, bên kia. Mã số 5 là một con tôm bố lớn ha, bố lớn. Này là bố lớn nha. Tôm đây là thời tôm lớn nha. Tôm 330 ha. Đó, dòng này là dòng Mitsubishi TL33 hàng tàu xuất Nhật luôn nha. Cũng là công nghệ của Nhật lắp ráp luôn ha. Trung Quốc qua cho bên Nhật lắp ráp. Cái này là nó là xài bố lớn nha, xịt thuốc cắt cỏ đều được hết nha anh em nha. Đó, xài bố lớn 330 ha, nòng 37 ly ha. Đó, nòng 37 ly. Đó. Cái dòng này thì anh em cũng đủ biết rồi, người đầu tiên đổ xăng chính là Ngọc luôn ha. Đó, về là chỉ có đổ xăng vô là chạy thôi nha. Mã số series của nó đây. Đó, ốc tán 7 màu, ốc tán 7 màu inox. Đó, bố còn đẹp xuất sắc, nói chung là hàng mới, người đầu tiên đổ xăng chính là Ngọc nha. Đó. Thì cái hàng này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó 950 ha. Tiền ship bên anh em chịu luôn ha. 950. Mã số 5. Vô số 6 này. Cầm cái dây kia lại cho nó gọn đi. Số 6 là một con Mitsubishi TU43 nha. Đó, Mitsubishi TU43 ha. Đây là cũng là hàng tàu xuất Nhật nha. Nó là cũng là công nghệ của thằng Nhật ráp ráp luôn ha. Đó. Thì nó đi trên công về thì hàng bên đó về thì nó theo cái đó nó về luôn ha. Đây, nó có in gì chữ gì đây? TU43 nè, 22044 ha. Nòng đây là nòng 40. 40 ly. Nòng 40 ly nha, TU43 ha. Nòng 40 ly, đó. Hàng công nghệ Nhật. Rồi, người đầu tiên đổ xăng cũng chính là Ngọc luôn. Ngọc sẽ khui tem nó đầu tiên. Rất đẹp nha. Đó, hàng mới ha, 100% luôn ha. Hàng này là người đầu tiên đổ xăng cũng là Ngọc nha. Đó, anh em cứ yên tâm ha. Đó. Cũng là xăng pha nhớt đàng hoàng luôn. Cái này là xài cũng 2 thì luôn nha. Đó, rất đẹp. Rồi, con này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 1.150.000 ha. Không bao phí vận chuyển nha, 1.150.000 tiền ship bên anh em chịu ha. Cái này thì tiền ship bên anh em chịu là 30.000 tiền ship. Số mấy vậy? Số 6, 1.150.000. Số 6 nha anh em nha. Đó, 1.150.000 ha. Người khui kiện này là đầu tiên là chính là Ngọc nha. Đổ xăng cũng là Ngọc ha. Cái này nó có tặng một bộ đồ người gì đây nè. Cái máy riêng cái máy này nó có tặng một bộ đồ người nha anh em nha. Để Ngọc lấy bộ đồ người đó ra cho anh em coi nè. Đó. Ngọc thấy trong thùng nó ra là trong cái thùng nó là nó có một bộ đồ người như vậy nè. Một cái khóa 10, một cái khóa 8, bốn con ốc,
một hai cái lục giác tặng tặng 7 món, 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, 7 món ha. Đó, cái này là 7 món nha, tặng đúng 7 món luôn nè. Sướng thiệt chưa? Rồi, nguyên bộ này bán cho anh em là 1.150.000 nha. Rồi thì ship bên em 1 triệu luôn ha. Rồi, bỏ lên kia. Rồi, vô tiếp theo cho anh em nè. Một con bơm nước ha. Con này bơm nước Robin cánh bướm ha. À lộn, con này Robin bơm nước Robin EC025 ha, nòng 34 ly nha. Đó, nó là thuộc dạng bình xăng dứ, ống hút xả 34. Đó, ở trên này thì nó hơi bị gãy đen xíu xíu thôi nè. Đó, không sao hết nha. Máy vẫn còn đẹp nha. Lưu lượng nước của nó là 1 phút của nó 110 lít nước trên 1 phút, đẩy tầm cao được 35 m ha. Đẩy tầm cao được 35 m nha anh em nha. Đó, rất là cao ha. Đó, là đẩy tầm xa thì nó quá là xa rồi đúng không anh em? Đó, sẵn đây nó có cái ren sẵn cho anh em luôn nè ha. Cái ren sẵn cho anh em luôn nè. Đó. Giờ anh em muốn giảm muốn lực cái đầu này nè. Có ông chú ông dặn rồi. Cái đầu này là muốn giảm gì cũng được mà riêng cái đầu này đừng có giảm nha anh em nha. Đó. Này lửa có rồi. Chụp thử cho anh em nè. Này là như vậy ha. Rồi, con này sẽ bán cho anh em giá nó là 950 nha. Riêng con này 950 ha, mẫu mã con này còn rất đẹp nè ha. Đó, rất đẹp. Rồi, con này là con số 10 nha. Con số 7. Con này là con số 7 nha. 950.000. Con số 7 950.000 nha anh em nha. Đó, mẫu mã con này còn rất là đẹp ha. Đó, bô còn sáng trưng luôn nè. Đó. Đó là Robin đen nha. Đó, Robin đen ha. Đó. Ống hút xả cũng đều 34 hết nha. Vô con số 8 nè, là một con Shindawa nha, một con Shindawa ha. Đó, con Shindawa. Con này là ống hút xả 34 ha. Nằm trên dàn bơm của thằng Shindawa luôn nè. GB250 nè, lưu lượng nước của nó là 110 lít nước trên 1 phút, đẩy tầm cao được 35 m nè anh em coi nè. Thấy không? Nó tính ra là nó là 1.3 HP ha. Là một ngựa ba, là một ngựa ba nha, chứ không phải một ngựa rưỡi nha. Ốc tán 7 màu, con này đẹp như mới luôn nè. Đây, đẹp như mới rồi. Riêng con này thì lửa có rồi ha. Về nhà vệ sinh lại. Đây là Shindawa S250 nha. S250. Đó, S25 ha. Thì cái dòng 25, S25 này rất là mạnh châu bò ha. Lửa nè. Hơi nè. Hơi đảo. Hơi đảo mà anh em. Rồi, cái này anh em về vệ sinh lại nữa là xong ha. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 850 nha. 850. Lửa có rồi. Số mấy? Số 8. Shindawa nha, dòng Shindawa thì nó rất là châu bò nha anh em nha. Đó. Mã số 8 nha. Vô cho anh em số 9 nè. Số 9 là một con Robin gì đây thì mà con này nó có lửa rồi. Có lửa rồi nha. Con này có lửa rồi. Đó. Thiếu bình xăng mẹ. Mẫu mã nó dày nè. Anh em coi thử anh em về làm được cái gì anh em làm ha. Thì Ngọc thấy nó là lạ. Tại sao nó là áo nhựa nha. Đó, hơi đó, dây giật nè. Cùng mới tin luôn nè. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là thử bán đại đi. Không biết 600.000 đi. Mã số 9. Rồi mã số 9 nha. Đó, con này cũng ống hút xả 34 luôn nha. Này ống hút xả 34 luôn, mắc cái tem rồi. Không biết là nó bơm bao nhiêu nước ha. Hình như mà áo nhựa nha. Biết ha. Rồi. Số 10. Số 10 vô cho anh em là một cặp của thằng Đại Náo Thiên Cung ha. Súng Tiểu Liên nha anh em nha. Đó. Ngọc không biết tên gì, Ngọc chỉ biết đặt tên đó là súng Tiểu Liên ha. Một cái là Ngọc giật có lửa rồi, còn một cái thì Ngọc chưa thử được ha. Một cái là có chế xăng, một cái thiếu chế xăng nè. Đó, hai cái vậy. Súng Tiểu Liên nha anh em nha. Đó, thiếu bori nha, hai cái nào cũng thiếu bori hết ha.
hai cái nào cũng thiếu bù ri hết. Bình xăng cái này chưa bởi nè, bình xăng con này cũng chưa bởi nè. Đó, hai con động vật được hết nha. Để Ngọc giữ hai chân lại cho. Đó. Đó, thấy không? Hai con giày Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 270.000 ha, 270.000 luôn. Số mấy? Số 10. 270. 270. Số 10. Đó, hai con nha anh em nha, hai con ha. Súng đại liên ha. Tiểu súng đại liên nè, đó. Body nằm dưới nha. Nè, body nằm dưới nha anh em nha. Cái đó có lửa đó. Nè, body nằm dưới nè. Con này chưa thử nè. Thử mà sợ bị giật quá. Mà số 10, 270.000. Số 11. Số 11 nha. Cái này bị mất dây giật rồi. Không biết hên xui với anh em luôn ha. Chén. Rồi mất cái chén luôn. Rồi bán cho anh em cái này 300.000 luôn. Hên xui với anh em nha. Chuyển khoản. Số 11. 300.000 nha, hên xui với anh em. Coi thử mất cái chai xăng không. Coi thử còn chai xăng không. Sống chết có số, giống như anh gì nói vậy đó. Rồi còn chai xăng nha anh em nha. Giống như anh gì trên kênh YouTube nói ta. Tự nhiên giờ nó mất cái cọng điện giật người ta. Mắt nhắm mắt mờ sao. Đâu để ý đâu. Là mua 500.000 giờ lỗ hết 200.000. Lại đi luôn. Rồi bán 300.000 nha anh em nha. Đó có bori, công tắc còn. Thiếu cọng điện giật. Nắp đồ trên gì có hết. Rồi thiếu cái chuông luôn ha. Thiếu cái chuông. Đây thiếu cái chuông nha anh em nha. Rồi 300.000 hơi xui với anh em ha. Mã số 11. Rồi vô con cặp đó luôn đi. Ừ. Đây, một cặp này nè, có VIP nè, Ruby ha. Nó là thuộc dạng là Ruby. Đó. Này còn chế xăng nè. Cái này còn chế xăng nè. Mà tình trạng cái con này nó bị cứng rồi anh em, mà sao bình xăng nó mới tinh vậy ta? Coi thử anh em giờ gỡ thử giùm cho Ngọc cái nha. Gỡ trong đây thử nó bị cái rớt ốc gì vô đây không, sao nó bị cứng vậy, nó còn mới mà. Ha. Rồi cặp này bán cho anh em giá hàng 270.000 luôn. 270, bình xăng mới tinh luôn. Mã số 12. 12. 12, đó, 270. Rồi, 270 nha. Cái này là thiếu đồ nha. Nè. Không biết sao. Rồi bán hên xui với anh em này ha. 270.000 cặp này. Thì anh em giờ gỡ thử nha. Bình xăng này còn mới tinh luôn à. Nè. Chưa lủng nha. Đó, về là ha. Bây giờ này còn xăng sao rồi. À 270.000. Ừ, dặn lại. Rồi, vô tiếp cho anh em một cặp TG nè. Một cặp TG nha. Đây là TG 20, 18, 20. Chế xăng còn nè, chế xăng còn đẹp nè. Mất cái mâm lửa ha, mất cái mâm lửa còn cục pin. Đó. Đây là TG 25. TG 25 nha. TG 25 cũng còn vú bơm nè. Ui trời, vú bơm này mắc lắm á nha anh em nha. Cũng còn xài được. Còn ổ giật TG 25 nè. Rồi cặp này bán cho anh em giá nó 270.000. Mã số 10. Mã số 13 nha anh em nha. Mã số 13 270.000 TG 25. 270.000. 13. 13. Đó, hai con nha, 13 13 nè. 270.000 ha. Rồi vô tiếp cho anh em một con Hitachi nha. Hitachi u trời bê tông còn đẹp vậy. Nè. Bê tông còn đẹp nha. Con này có cục lửa, mất chớ xăng, bình xăng bởi, Hitachi 23 ha. Đó, bé bé xinh xinh nha. Đó, cái thôi cho anh em nè. Rồi, cái giật luôn. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó 130.000 nha. 130.000. Mã số 14. Rồi số 15 đây.
con G2 đời nè. Rồi bữa giờ anh em cũng vô cho anh em tiếp một con G2 đời nè ha. G2 đời nha. Tình trạng hơi xấu xấu một xíu, bình xăng bởi, còn ICTEP nè, mắc bố, còn bình xăng con. Về lấy được gì lấy ha, lấy phụ tùng nha. Rồi cái này bán cho anh em giá nó là 130 ngàn luôn ha. Mã số 15. Lấy cặp TD con đó với lại cái con đỏ kia luôn. Đó. Vô cho anh em tiếp cặp đây của anh nào dẫn đây, anh kết anh nào đây. Đây là cái ổ giật 130 nè, thấy không? Ổ giật 130. Đây là cái cặp bố. Đó. Nó bán cái ổ giật lần tới 80 ngàn lận. Mua nguyên cái máy xét này về đây cho nó rẻ. Cặp bố nữa. Đây, TD24 nè. Cũng có ổ giật luôn. Ha, tình trạng nó bị cứng, con nào cũng bị cứng hết nha. Con nào cũng còn bố nè. Đây còn ICTEP nè. Rồi cặp này bán cho anh 300 ngàn nha, 300 ngàn. Mã số 16 nha anh. 16. Đây là có ổ giật hết luôn nha. Nè, chốt xăng bên đây cũng còn nè. Chốt xăng đây cũng còn nè nha. Đó. 16 300 ngàn nha anh nha. Được thì liên hệ em hai cái. Anh dặn hai con á. Đưa cục bự kìa. Đó, nó đó. Đây, một cây súng đại đại náo thiên cung đây. Này giật được không? Rồi tình trạng bị cứng nha, tình trạng bị cứng, còn chuông nha, cái này cũng còn chuông nè, ha, còn cái tâm thiếu cái gãy cái chắn xăng đâu mất rồi, bori còn nè, bori nhật còn nè, đấy, tình trạng bị cứng, về nhà làm phụ tùng, ha, hay là muốn dọn lên gì đó thì tùy theo anh em nha, rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 130 ngàn ha, 130 ngàn, 17, bán đồng giá hết cho anh em luôn. Vô cho anh em tiếp cặp này. Rồi hai con TD 18 nha. Ồ con này còn ổ giật nè. Con này giật được không? Ồ giật được luôn nè anh em. Con này giật được nha. Con này xoay được luôn nè. Đấy thấy không? Rồi hai con này thiếu một cái là thiếu bố. Thiếu bình, nói chung là thiếu bình xăng mẹ. Bình xăng con bên đây còn. Về ráp qua đây. Cái này về bỏ qua đây. Dọn lên. Bỏ vô cái bình xịt thuốc tâm 260 được hết nha anh em nha. Này gắn vô tâm 260 được hết, cắt cỏ đều được luôn nha. Tâm 260 thì đâu cần, nếu mà gắn vô xịt thuốc thì đâu cần bình xăng đâu. Mình xài bình xăng trên là ok ha. Xịt thuốc bình xăng trên là xài rất được, ok hết nha. Rồi cái này bán cho anh em giá nó là 270 ngàn. Đồng giá cho anh em hết á. Muốn lựa nào lựa. Số 18. Đồng giá hết nha, 270 ngàn. Rồi lấy cặp kia xuống đây. Cặp Echo nè. Rồi lấy con đó xuống luôn đây. Một con Tanaka 23. Con chớ xăng. Con chớ xăng nha. Con cúc ICTEP. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 120 ngàn. Ủa chỗ này bể một xíu mẹ đợi. Bể một xíu ổ giật cho đây là anh em. À ổ giật đây bằng nhôm mà, về làm được mà anh em. Tình trạng bị cứng nha. Bán cho anh em 90 ngàn. 90 ngàn. Thôi cho 100 ngàn để cho chẳng anh em ơi. Chính gì mà chính. 100 ngàn. Trăm ngàn. Mã số như vậy. Mã số 19 nha. Mã số 19 100 ngàn. 100 ngàn nha anh em nha. Đó 100 ngàn. Ủa cái này về làm phụ tùng ngon hả chứ. Nó bể vào hai cái răng này chứ mấy đâu. Ủa ngon luôn anh em. Thôi lấy cục xì tép 70 ngàn cục luôn. Vô cho anh em tiếp một cái cặp đây hình như là của thằng TD sao nè anh em. Đây hình như là của thằng TD sao nè anh em à. Ha. Tình trạng nó là như thế nào.
tình trạng nó thì lắc lư như vậy được nè. Ngọc thấy lắc lư được nè. Thì anh em về nó còn chế xăng nha. Còn đây là hình như là của thằng Hitachi hay sao nè. Hitachi. Bít tông là chỗ bít tông đẹp bà cố luôn nè anh em. Anh em coi là bít tông đẹp này, của hình như đây cũng là của thằng Hitachi hay sao ha. Để Ngọc coi thử coi. Ủa giật về là của thằng Hitachi chứ. Hay là của thằng nào đây. Đây là như là của thằng TD, TD33 này anh em nha. TD33 ha. Đây cũng TD33, cái này cũng Hitachi. Rồi cặp này bán cho anh em giá nó 270.000 luôn. 270.000 nha, cặp này luôn nè. Cái này Hitachi hay sao ta? Này hên xui với anh em đi, 270.000. Số mấy? Số 20. 20. Số 20 20 nha. Đó, thì anh em giờ coi kỹ giùm cho Ngọc cái nha. Đó. Này cũng thằng gì trời. Không hiểu nổi luôn á. Rồi bố ốc tán cũng còn đẹp chứ. Bê tông cũng còn đẹp nè, hả? Rồi, hên xui với anh em đi ha. Hình như nó của thằng Hitachi hay sao anh em à. Rồi bảo qua kia đi. Một cặp này bảo qua kia đi. Mã số 20 nha anh em nha. Số 20 nè, hả? Số 20. Bảo qua kia nè. Rồi, vô tiếp cho anh em một cặp Echo. Vô tiếp cho anh em một cặp Echo nha. Echo đây còn chớ xăng nè. Echo đây gãy chớ xăng nè. Còn cục pin nè, còn cục pin nè. Ha. Cặp này bán cho anh em giá nó là 230.000 cặp này nha anh em nha, 230.000 nha. Một cặp này 230.000 ha. Giật được không? Rồi cái này giật được nè. Giật được không? Rồi cái này bị cứng luôn. Rồi 230.000 ha. 201 nha, 201, Echo 201 ha. 230. Mã số 21 nha anh em nha. 21. 21. 21 21 nha. Đây. Số 2 là cái đó. Rồi số 21 nè. Số 21 nha anh em nha. Số 21 xấu dữ trời. Rồi, số 21 đẹp nè. Vô tiếp cho anh em một con đồ cổ nè, ha. Con này độc lạ Việt Nam này. Chớ xăng còn này, hình như lửa con này nó cũng có rồi nè anh em à. Lửa nó cũng có rồi ạ. Đó. Nãy còn cơi tay vô đây nó giật Ngọc nè. Này là xài bằng dây vậy nè. Đó. Ngon 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 ngon. Kiếm ống xăng bỏ vô nó nha, về dọn lại cái chén xăng nha anh em nha. Đó, rồi độc lạ Việt Nam bán 350. Đó, hàng độc lạ. 350.000. Đó, độc lạ. Mã số 22 nha. Đó, hàng độc lạ nha, thiếu nắp xăng ha, thiếu nắp xăng. Anh em nào mua bán 5.000 cái. Để Ngọc lấy chai nước ngọt á, mua chai nước ngọt giờ uống rồi mới có cái nắp xăng lận. Đổ bằng cái đó vô luôn anh em à. Đó, được 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 được, được. Cái này cũng đẹp đó chứ, cũng ngon đó chứ. Biết này khỏi bán rồi, ở nhà xài luôn rồi. Lạ lạ mà. Rồi, vô tiếp cho anh em à. Ba con sinh đâu qua nha, ba con sinh đâu qua. Một con là có đời nè. Anh em thấy không, một con có đời, hai con không có đời nha. Con này là sinh đâu qua, sinh đâu qua, sinh đâu qua. 20, 20, 23. Ba con giày thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 330.000 nha. Nó có cái bù ri rồi. Lửa có nè. Lúc dây giật nè. Kiểm tra lại kỹ rồi mới lên giá được anh em ơi. Chứ mất công mà lỗ chết luôn rồi. Rồi, cái này còn IC tép luôn anh em. Này giật được không? Tụt dây giật rồi nha anh em. Ủa con này bít tông gì mà trắng dữ trời. Nè. Này còn chế xăng nè. À cái này xay được nè anh em. Đó, cái này xay được nè. Đó.
Rồi về nhà dọn nha anh em nha. Đây có đời nữa nè, anh em về nhà sàng qua làm lại ha. Sàng qua làm nha anh em nha. Ba con này bán cho anh em giá 350 nha, 350 ha. Sống chết có số nha anh em nha. Không mà nó có xe IC test này là không bao giờ mất lửa nè. Cái con này cũng khó mất lửa lắm nè. Số 23. 350. Ba con. 350. 350. 23. 23. 23. Số 23 ba con nha anh em nha. Anh em chốt rồi nhớ báo giùm cho Ngọc đó nha. Số 24 nè. Số 24 là một con Tanaka nha anh em nha. Số 24 là một con Tanaka nha. Con này thì đẹp ốc tán 7 màu nè, đẹp xuất sắc luôn ha. Mẫu mã còn rất đẹp nha anh em nha. Đó. Đây là xài tôm rời, thiếu cặp bố Ngọc sẽ cho tặng cho anh em một cặp bố, tại cặp bố nó có 35.000 à, Ngọc sẽ tặng cho anh em luôn ha. Đó. Đây là bố nó thì nó bị bể rồi sao á. Mà nó còn đẹp nè, còn mới tinh luôn nè. Nè, ốc tán 7 màu nè. Nãy như nó muốn nổ rồi sao á. Để Ngọc giật thử rồi. Cầm giữ giữ cái ga lên cái à, giữ nhẹ nhẹ thôi nha. Giữ lên. Về nhà vệ sinh sơ qua nữa là xong ha, làm quản giờ xài luôn anh em ha. Rồi cái này bán cho anh em giá nó là vệ sinh sơ qua nữa xong rồi. Rồi bán cho anh em giá con này nó là 500.000 nha. Mã số 24 nha anh em nha. Đó, mã số 24. Rồi lấy cặp Makita màu xanh màu đỏ luôn ơi. Đó. Rồi hôm nay vô cho anh em hai con Makita nha. Một con Makita gì đây. Makita này bao nhiêu thì Ngọc không rành nha, tình trạng bị cứng ha. Con này thì xoay được nè. Ha. Thì anh em về nhà anh em lấy phụ tùng vậy. À, ủa cái này bố bữa nay ra được hả ta? Ủa cái này tháo bố ra được nè anh em. Á đù, hay với trời. Từ đó giờ Ngọc đâu biết tháo bố này đâu. À. Rồi hai con này bán hên xui với anh em ha, 230.000 luôn. Rồi cho 10.000 mua có thuốc luôn anh em ơi. Tanaka giá bằng 20. Rồi 230 luôn ơi. Cho nhanh gọn vậy rồi, hai con nào đi. Hên xui đi. Về lấy phụ tùng 230.000, mã số 25. 25. 25. 230. Mã số 25 nha. Rồi. Rồi lấy cặp tới đây luôn đi. Một con Echo nè. 221 nè, ha. Tụi kia giật rồi, cái này tụi kia giật rồi nè. Tụi kia giật rồi. Với lại một con Makita nữa nè. Đây là anh Minh ơi, anh kêu Echo 202 à gì? 221 nè, thì cái này nó là cũng thuộc dạng con Echo luôn nha, 221 nha, em hỏi rồi. Đó, cặp này bán cho anh là 230.000 nè. Được thì alo cho em, không được thì nhường cho khách nha. Bình xăng coi thôi, bình xăng bể rồi nha. Tình trạng về đó, đó. Về để phụ tùng ha, đây còn cái tâm nữa nè. Còn cục đề nè, về nhà anh đội được cái gì anh đội nha. Rồi, cái này bán cho anh là 230.000 luôn ha. Nhiêu? Mã số 26. 26 nha anh em nha. Cặp này mã số 26 ha. Rồi. Lấy cặp Echo. Echo 240 kìa. Cặp Echo 20 dưới chân á. Đó. Rồi, đây là một cặp Echo 240 nha anh em nha. Đó. Vậy. Thả ra.
Đây là một cặp Echo 240 nha. Đây là nó còn chớ xăng nè ha, tình trạng nó cũng bị cứng nè. Đây là tình còn con này cũng bị cứng mà bích tâm, Ngọc thấy nó cũng còn đẹp nè anh em. Còn trắng nè ha. Mà nó còn có bình xăng nha, nó còn có bình xăng ha. Nó cũng còn bình xăng nè. Bô. Mất chớ xăng bên này, mất chớ xăng giờ anh em dọn được là dọn ha, hay làm phụ tùng gì đó làm nha anh em nha. Đó, chớ xăng này bán 80 ngàn cái rồi nè. Đó. Thì cặp này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 280 ngàn ha. Mã số 27 nha. Mã số 27 ha. Đó, mã số 27. Vô 28 nè. 28 là một cái tùm. Đó anh em nghe không? Đó. Nó kêu ọt 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 đó nha. Thì cái này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 500 ngàn nha. Tùm lớn nha. Mã số 28 nha. Mã số 28 tùm lớn ha. Đó tùm lớn nha anh em nha. Này một bên nhựa, một bên đồng ha, 500 ngàn. Thì anh em về nhà anh em làm gì làm ha, mà nghe Ngọc nghe thấy nó cũng kêu ọt ọt rồi đó. Rồi 500 ngàn nha anh em nha, 500 ngàn ha, đủ đồ phụ kiện ha. Bơm này còn khá đẹp ha, còn khá đẹp. Vô 29 nè. 29 là một con GX25 nè. Thì anh em coi thử về lấy phụ tùng được gì lấy nha. Đó, Ngọc chỉ bao xoay về thôi nè. Chắc vậy. Đó, Honda GX25 ha. Đây. Tình trạng nó là như vậy, còn bố mất cao su ha, thiếu ổ giật. Đó, nói vậy thôi. Rồi cái này bán cho anh em giá nó cũng 300 ngàn nha. 300 ngàn. Vậy anh em lấy phụ tùng lấy gì lấy ha, 300 ngàn. Cái này 29 nè. Vô tiếp cho anh em là một con hàng độc lạ. Này giống như máy cưa ghê hơn anh em ha. Nè, đây có dây cọc ro đó nè anh em. Đây cũng là tâm rời nè, không phải dàn dừa đâu nha. Mấy ông nói là tâm rời đó. Đây là Echo 304 nha, 304. Ủa con này cũng đẹp dữ ta. Sơn cũng chưa chắc giặt nhiêu mà. Dây cọc ro còn mới tinh luôn nè anh em. Đó, mẫu mã còn rất đẹp nha. Này lửa có rồi, giật hơi cho anh em nè. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là đẹp quá, cái này còn đẹp nè. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 450 nha. 450 ngàn. Sơn nó vẫn còn đẹp. Mã số 30 nha anh em nha, 450. Số 31 nè. Số 31 là một cặp của thằng Singu nha, cặp Singu nha. Cặp này một cái là không có bố nè, giờ sàn đồ qua nha anh em nha. Này có tum sẵn luôn nè ha, có tum sẵn luôn. Cái này giật được nè. Này có lửa không ta? Dính gì vậy? Có lửa không? Coi chừng nó giật nha. Chung vô thử được không? Ồ, cái này lửa nó hơi yếu, chân nó hơi tơi tơi à ha. Thì anh em giờ sàn qua thử nha anh em nha. Giờ lấy bộ lửa này bỏ bộ lửa này qua thử ha. Rồi, cặp này thì bán cho anh em giá nó 250 thôi nha. Một cặp 250 à. Cần ký lên là bán phế liệu dư xăng luôn anh em à. 250 ngàn. Mã số 31. Cái này bị cứng nha, bên này bị cứng rồi ha. Rồi, mã số 31 nha. Đây cũng 31 luôn nè. Này chế xăng bộ Eco luôn nè. 31. Rồi, 31 bỏ qua.
vô 32 nè, là một con Mitsubishi TB23 ha. Đó, nó là TB23 nha mấy anh em. Tầm 260 nha, nó tầm 260. Đó. Ủa cái này TB26 mà. À, con này là TB26 nha anh em nha, nằm trên ổ giật TB23 ha. Kích hơi lửa có rồi. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là bố bung hả? Đụng bố này, cả bố này. Con này bán nhiêu trời? TB. Con này bán cho anh em giá nó là 800 ngàn nha. Ba mươi hai nha, 800 ngàn ha. Vô cho anh em tiếp số 33 nè. 33 là một cặp Robin ha, Robin này 03 nè, Robin này cũng 03 nè ha. Cặp dày. Ấy chà, cái này bị cứng rồi nha. Cái này giật được. Rồi, cặp này giật được nè. Này bị cứng nè. Ha. Thì cái này cặp này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 330.000 nha. Viên cặp này 330.000 ha. Cái này còn bố mà bố nó mòn rồi nè. Đó, bố nó mòn rồi nè anh em thấy không? Đó. 330.000 nha. 330.000. Mã số 33. 33. 330.000 luôn nha. 33, 330.000. Lấy cái dàn kia luôn. Lấy con này đi. Vô tiếp cho anh em một con Echo 208 ha. 281 nha. Con này Echo 281. Tình trạng của nó là mất chớ xăng, mất bình xăng mẹ, xoay được, mất bô ri. Đó. Rồi bán cho anh em về lấy phụ tùng. Giá 170 luôn. 170.000. Số 34. Số 35 là một con Mitsubishi T12, bố còn, bố bung ốc rồi nè, về dặn ốc vô lại nè. Đó. T12 bình xăng còn. Ha. Bình xăng còn thiếu nấm, thiếu vú bơm, về nhà bỏ nút vú bơm vô ha. Đây có bình xăng nè, thiếu bố, có bố. Này lửa có rồi, tiết hơi cho anh em nè. Nha, vệ sinh lại nữa lẫm kẹo luôn ha anh em ha. Cái này gắn vô xịt thuốc cắt cỏ đều được hết nha. Rồi, bình xăng này thì để con vô thử thôi. Bình xăng thì nó cũng chưa bể gì mấy đâu ha. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó 350 nha. Giờ nó có bình xăng, còn không có bình xăng là bán nó 300.000 à ha. 350.000. Mà cái bình xăng này đi mua không có bán đâu nha anh em. Khó có lắm. Hồi bữa đi hỏi giùm cho chú kia không có. Lại luôn á. Mã số số nhiêu ta? Mã số 35. 35 nha anh em nha. Vô cho anh em tiếp một con Robin Esoi. NB 23 nè. NB 23 25 vậy ta. Còn bố. Còn chế xăng. Bình xăng lớn cũng chưa bể luôn nè, ha. Tiếp thôi anh em nha, lửa có rồi. Ngon thế. Xấu xấu gì mà cũng đổ được thấy không anh em. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 300 ngàn ha. 300 ngàn. Mã số 35, 36. Mã số 36 nha anh em nha.
số 37 đây. 37 là một con này, con này nồng cũng hơi lớn á ha. Cái con gì đây nè, nó là 31 hay sao ạ? Đó, thường thường là nó có chữ 31 mà giờ nó mất chữ rồi, thường thường Ngọc thấy vậy đó. Này tôm cũng 260 ha. Chắc này cũng dòng Tanaka luôn hay sao anh em à. Ha. Có hơi rồi đó. Rồi cái này bán cho anh em giá 250 nha. 250.000. Mã số 37. Vô tiếp cho anh em là số 38 là một cái tôm lớn ha, một cái tôm lớn nè. Là con Cater 15 nha. Cater 15 ha. Cater 15. Của giật này là màu xanh da trời, áo nó là màu xanh dương. Đó. Chớ xăng là thiếu nắp bô e ha, giật thử coi. Ồ, hơi ngon. Để đâu cái bịch cái bô lại lấy. Đó, hơi được nha. Đó. Rồi cái này bán cho anh em giá nó là 300.000 ha. 300.000 thôi. 300.000. Mã số 38. Mã số 38 nha anh em nha. 300.000. Vô 39. Ha. 39 là một con Echo 291 nha. Echo 291 nè anh em thấy không? Echo 291 nha. Được có rồi. Rồi, cái này bán cho anh em giá 350 đi. Để nhanh chút rồi. 350. Mã số 39. 40. Một con Seno, nó thuộc dạng là G2D ấy nha anh em nha, nó cũng thuộc dạng là G2D luôn. Nó thuộc dạng là G2D luôn á. Đó, Seno ha. Seno. Tôm 260, móc bổ. Nửa cá rồi. Cái này là về rách xịt thuốc cắt cỏ đều được hết nha, tôm 260 nha. Con này bán cho anh em giá nó 250.000. Mã số 40. Đúng là tôm 260 luôn ha. Ừ, 40, mã số 40. Đi lại cái 40 rồi. Vô cho anh em tiếp một con TA33 này ha. Con này lửa có rồi. Thiếu cái bori nha, lửa thì có rồi nè. Để Ngọc giật lửa cho anh em coi nè. Giật sao ta? Có thứ này giật hết rồi. Để sao cho nó có lửa đây trời. Đó, con này lửa có rồi ha. Giật thì được rồi đó. Thì anh em về làm gì làm ha. Con này bán cho anh em giá nó là 400.000. Mã số 40. Một cái tâm 260 ha. Tâm này gắn vô đầu xịt thuốc đây được luôn nè. Nè, tâm 260 là gắn vô này được luôn nè ha. Tâm này là hai bên tay nhựa nha. Mẫu mã còn rất đẹp ha. Đây. Rồi cái này bán cho anh em giá 450 nha. 450.000. Mã số 41. 41 nha anh em nha, tâm 260 ha. Xây rất ok nha, nè. Xây rất ok ha. Đó. Đó. Số 41 nha. Số 42. 42 là một con KTF24 ha. Con này cũng còn khá đẹp này ha. Tôm 260 nha. Đó, test thôi anh em nè.
Cái này thì nó hơi bị mẻ xíu ngay chỗ bia này thôi, không đáng kể gì đâu nha. Rồi cục này còn khá đẹp hơn, bô còn trắng nè. Rồi cái này bán cho anh em có đề nha, con này bán cho anh em giá 500.000 nha, về anh em làm ha, 500.000. Đó lộn, 550 cháu quên, 550 nha, về anh em làm ha. Mã số đây là mã số 42. Số 42 nha anh em nha. Đó, số 42. 43 nè. Cả bố à. Cả bố anh em ơi. Ha. Cái này thì nó muốn nổ rồi, anh em về vệ sinh sơ qua nữa là xài thôi ha. Đó. Rồi cái này bán cho anh em giá 550.000 nha, 550. Máy còn mới nha. 550.000. Mã đây là mã số như vậy. 550.000 luôn ha. Mã số này mã số 43 nha. 43. Mã số 43 nha anh em nha. Đó, đây, kết hơi cho anh em nè. Rồi, về nhà vệ sinh sơ qua nó xài thôi. Rồi tiếp cho anh em. Kiệt ơi. Kiệt, chạy ra giữ gốc đấy, chạy xăng kia vô giữ gốc rồi. Đây, tiếp tục vô cho anh em làm một cái Mitsubishi. Chạy tới ở dưới giường kìa, cái chai xăng nằm dưới giường kìa, thấy không? Dưới giường á, có hai cái ống lò thoại đó. Đó. Đây là một con Mitsubishi ha, TL26. Này rất kinh dàn bình xịt thuốc xuống nha. Đó, nó là Mitsubishi ha, TL26. Đây nè. Ủa đây là TL261 mà. Rồi cái này là TL261 nha anh em nha. Đó, TL261 nè. Đó. Rồi, Ngọc cái này hình như là ở trên bình nó muốn nổ rồi, để Ngọc cắm cái bình xăng này vô thử nó nổ không ha. Bình xăng này ông anh kia ổng thiết kế giùm cho nè. Đó, nhưng mà có một cái là để hoài là sẽ mất. Đem đi giấu. Đây ăn trộm rồi anh em. Còn là dân cao thủ mà. Gà nó hơi lớn. Để Ngọc chỉnh gà nhỏ này xíu coi. Ôi chà. Có tủ bít mà coi. Gà hơi lớn nè. Này về nhà vệ sinh sơ qua nữa là xài nha anh em nha. Đó. Rồi về nhà vệ sinh sơ qua để xài nha anh em nha. Rồi cái này bán cho anh em giá nó là 1.2 triệu nha anh em nha, 1.2 triệu ha, không có bình xăng mẹ nha, giá 1.2 triệu. 1.2 triệu. Mã số đây là mã số số 44 nha. 44 ha, số 44 nha anh em nha, 1.2 triệu ha. 1.2 triệu. Vô cho anh em tiếp một con GX35 này ha. Con này còn khá đẹp nha anh em nha. Đây. Con này còn khá đẹp nha, GX35. Bình xăng cũng còn đẹp ha. Về anh em vệ sinh lại nha. Này lửa có rồi, test hơi cho anh em nè. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó 900.000. Ủa bình xăng còn mới vậy. Thôi con này bán cho anh em 930.000 nha. 930.000. Mã số 45 hả? Mã số 45 nha anh em nha. Rồi, nói chung là hôm nay là lên như này thì nó cũng quá nhiều rồi. Ngọc cũng nói nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ luôn anh em à. Đó, cho nên anh em theo dõi kênh và ủng hộ cho Ngọc. Và xin có cần những con máy như thế nào thì có comment ở dưới YouTube thì Ngọc sẽ lấy về cho anh em hết ha. Đó, rồi anh em có cần cái gì thì cứ alo cho Ngọc trực tiếp nha anh em nha. Rồi, cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em ha. Rồi, chúc anh em buổi chiều vui vẻ, tràn đầy niềm vui với gia đình nha anh em nha. Rồi.